Lợi ích của việc tụng chú Lăng Nghiêm. Tác giả Quả Tuyền, Hạnh Đoan lược dịch. Cư sĩ Lâm Triều Tuyền, pháp danh Quả Tuyền, ông kể: đây chính là nhân duyên khiến tôi được dịp sớm quay về quy y Tam Bảo và cuối cùng trở thành đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Có câu rằng, muốn học tốt thì oan nghiệt tìm, muốn thành Phật trước phải gặp ma chướng. Câu này rất đúng với tôi. Sau khi tôi quy y với Hòa Thượng được mấy ngày thì bất ngờ gặp ma nạn quấy nhiễu. Chuyện là vậy. Một tối nọ tôi lái xe đi mua xăng, mới rời nhà chưa bao xa thì bỗng gặp một phụ nữ lớn tuổi chặn xe tôi lại, ngỏ ý xin đi nhờ một đoạn. Tôi nói mình chỉ đến trạm xăng gần đây thôi, nhưng bà ta không chịu tránh ra. Bất đắc dĩ tôi đành để bà lên xe. Bà này vừa lên xe thì tôi bỗng nghe một mùi hôi thối kinh khủng xông nhức óc, làm tôi cảm thấy rất ngột ngạt khó thở. Thêm phần mụ già lại có những hành động rất mất lịch sự, còn ỡm ờ nói: em chưa có chồng, đừng e ngại, đừng sợ mà. Lúc đó tôi rất bực mình, thầm nghĩ mụ này chắc chắn là yêu quỷ rồi, nên trong lòng vô cùng hoảng sợ, toàn thân bắt đầu run. Mà tôi chỉ vừa mới quy y, chưa học chú và cũng chưa biết tụng niệm gì, nên chẳng biết làm sao để đối phó với mụ yêu tinh này. May mà trong lúc nguy cấp, trí huệ phát sinh, miệng tôi bỗng bật lên 6 chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi vừa niệm như vậy thì mùi hôi thối liền tiêu, thái độ trêu ghẹo của mụ kia cũng ngừng. Mà hễ tôi vừa ngưng niệm Phật thì mụ già kia lại tái máy tay chân trở lại, nên bắt buộc tôi phải niệm Phật liên tục. Sau một lúc đeo phá như vậy, cuối cùng mụ nọ cũng chịu xuống xe và bảo tôi: ông là người tốt, sẽ có quả báo tốt. Nhưng kể từ tối hôm đó, đêm nào tôi cũng thường nói nhảm. Vợ tôi đã quy y với Hòa Thượng năm 1988, vội chạy đến cầu cứu Hòa Thượng. Ngài Tuyên Hóa bảo tôi phải đến Vạn Phật Thánh Thành ngay. Tôi đến đó rồi thì con ma này cũng đeo theo. Liên tục suốt 13 đêm, nó đều ở trước cửa phòng tôi. Nó giống cái chùy sắt, luôn đập nện lung tung, làm như muốn phá cửa mà vào. Tôi bị ma nữ này giày vò, hành hạ, khiến mỗi đêm chỉ chợp mắt được một tiếng. Tôi ngủ từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 sáng là phải thức dậy, lên chánh điện tụng công phu khuya. Đến sáng ngày thứ 14, Hòa Thượng đến Phật điện, cầm cây gậy của Ngài gõ lên đầu tôi 3 cái và nói: không sao, giờ ông có thể về nhà rồi. Thật kỳ diệu, kể từ đó về sau, quả thật là tôi được bình an vô sự. Quý vị thấy có lạ không? Trải qua tai nạn này, tôi bắt đầu có hứng thú với Phật Pháp và xin lòng kính tin Hòa Thượng. Từ đó, tôi tinh tấn dụng công, nỗ lực nghiên cứu những sách khai thị của Ngài và các kinh Phật, chân thành phụng hành. Đến năm 1992, tôi xin thọ ngũ giới. Hòa Thượng từng nói, đất Nam Dương tuy nhân duyên thù thắng, nhưng lại có rất nhiều yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng, quỷ thần độc hại hoành hành. Vì tôi là nhân viên công vụ của chính phủ, thường phải đi công tác qua các vùng nông thôn, có khi nửa đêm vẫn còn chạy ngoài đường, và lộ trình thường là nơi ít dấu chân người lai vãng. Vì vậy mà tôi hay gặp những sự việc
kỳ quái, hy hữu. Có lần đang chạy xe trên đường, tôi gặp phải những cơn mưa như trút. Nhưng lạ một điều là chỉ mưa xuống trước đầu xe, chứ hai bên thì không có hạt mưa nào, khiến tôi thấy trước mắt mình vô cùng mờ mịt. Khi gặp phải những cảnh tượng kỳ quái này, pháp bảo mà tôi dùng để đối phó chính là băng ghi âm tụng thần chú Lăng Nghiêm. Khi đó tôi vội vàng bật chú Lăng Nghiêm lên nghe, thì sau vài phút liền thấy trời quang mây tạnh và đường xá rõ ràng trở lại. Có lần tôi ở trọ tại một căn phòng nhỏ vùng ngoại ô, nhưng lúc đi ngủ tôi lại quên đeo chú Lăng Nghiêm vào cổ. Vì vậy mà đến nửa đêm thì tôi bị một con quỷ mò vào quấy phá. Nó đè lên người tôi khiến tôi không thể nhúc nhích cử động được, tay chân giống như bị trói chặt và cũng không thể mở miệng kêu cứu. Lúc đó tôi cảm thấy ruột già ruột non như muốn nổ tung, rất là khó chịu. Đây là loài quỷ cưu bàn trà, còn có tên là quỷ bí đao mà trong kinh Lăng Nghiêm từng nhắc đến. Do nó không có tay chân, hình thù giống trái bí đao. Tôi vùng vẫy rất lâu, con quỷ này mới chịu buông ra. Lập tức tôi nhào ra khỏi giường, tìm chú Lăng Nghiêm bỏ vào trong túi áo và tiếp tục ngủ. Khi tôi chưa ngủ say, con quỷ lại mò đến đột kích, muốn đè lên người tôi tiếp. Nhưng lần này nhờ có chú Lăng Nghiêm trong túi áo, nên con quỷ mới vừa đến gần thì nó tỏ vẻ giống như bị điện giật và bị bắn văng lên không trung. Từ đó về sau, mỗi khi ra khỏi nhà, tôi đều đeo chú Lăng Nghiêm theo để hộ thân. Nhờ vậy, 6 năm nay tôi ngủ nghỉ được an ổn, không còn bị quỷ ma quấy phá nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.